là rừng biển khô, mong cho đời với bất dẫu đâu, từ bỏ bụi chân tìm về chốn thiên môn. Người không quan ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sinh quên hết hận thù nơi vòng tay yêu thương. Trong lòng những lời thầy